Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ xin chào quý vị thánh, một buổi sáng tốt lành ở trong danh Chúa Jesus Christ của chúng ta. Cảm ơn Chúa thật tuyệt vời cho chúng ta khi chúng ta được ở trong nhà của Chúa. Vì một ngày ở trong nhà Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Thật sự không có điều gì tuyệt vời hơn cho chúng ta khi chúng ta được thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta. Mọi gánh nặng, mọi lo lắng, mọi mệt mỏi nó sẽ tan biến đi ở trong ánh vinh hoàng của thiên thượng. Amen. Không biết mà chị em bao nhiêu người chúng ta được phước ở trong buổi sáng nay khi chúng ta thờ phượng Chúa. Và tôi nhìn thấy quý vị đang được đột phá ở trong thuộc linh. Rồi tôi nhìn thấy cánh cửa của Chúa đang mở ra cho đời sống của quý mà chị em. Ở trên sức khỏe, ở trên hôn nhân gia đình, ở trên các mối quan hệ, cũng như ở trên tài chánh của quý mà chị em nữa. Amen. Dạ, chính Chúa sẽ là đấng mở đường cho chúng ta ở trong mọi sự. Hãy tin cậy Chúa quý mài chị em. Cho dù cuộc sống có những lúc mà chúng ta không nhìn thấy được bất cứ một hy vọng nào, một cơ hội nào, nhưng mà hãy tin rằng ở trong lời của Chúa có quyền năng để làm tất cả mọi sự. Chúa sẽ khiến cho chết trở nên sống. Chúa sẽ khiến cho từ bế tắc được trở nên thêm lên niềm hy vọng. Buổi sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau học về một chủ đề, đó là 7 mối tội độc. Thưa quý mài chị em, sau khi các sứ đồ qua đời thì các giáo phụ, tức là những người đệ tử, những người môn đồ của các sứ đồ đầu tiên, được gọi là những giáo phụ, họ đã có sự truyền miệng nhau về những cái tội lỗi mà gọi là tội lỗi trọng ở trong Kinh Thánh. Và sau đó thì đến năm 604 sau Công Nguyên thì một người Đức Giáo Hoàng tên là Gregorio, ông đã chính thức xếp danh sách này, danh sách 7 cái tội này lại với nhau. Nó là gọi là 7 mối tội đầu. Trong 7 cái mối tội đầu này thì cái tội đầu tiên đó là tội kiêu ngạo. Tội thứ hai đó là tội tham lam tiền bạc. Tội thứ ba đó là tội dâm dục. Tội thứ tư đó là tội nóng giận và phẫn nộ. Tội thứ năm đó là tội tham ăn. Tội thứ sáu đó là tội đố kỵ. Và tội thứ bảy đó là tội lười biếng. Xin âm thanh mình giảm lại, cái tiếng vang nó có hơi bị ồn lớn một chút. Tối hôm qua thì trên đường về nhà tôi bị mắc mưa. Mưa quá lớn cho nên là cái cổ họng của tôi sáng hôm nay nó cũng không được tốt cho lắm. Xin quý vị cũng nhớ cầu thay cho sức khỏe của tôi nhé. Bởi vì mưa lớn thì cái sợ nhất đó là khi mà mình không thấy đường mình chạy nữa. Mưa như là xối nước vậy đó. Tôi ước gì lúc đó tôi có một cái mắt kiếng mà nó giống như cái đồ quạt của xe ô tô đó quý vị. Tại vì mình chỉ có thể mở được một con mắt thôi chứ không thấy được, tròn hết cái con đường đó. Nhưng cảm ơn Chúa, hai cha con chúng tôi về đến nhà được mọi sự bình an. Dẫu vậy thì sức khỏe cũng tôi công bố trong danh để Chúa Jesus Christ, tôi giảng xong bài giảng này thì tôi sẽ được khỏe mạnh, tôi không còn phải mệt mỏi nữa. Cảm ơn Chúa, họ đi tới sức lực lần lần thêm. Amen. Tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài dùng lời của Ngài để đem đến sự chữa lành cho quý mài chị em buổi sáng này. Amen. Cảm ơn Chúa. Và đối xứng với lại những tội này, tội kiêu ngạo đó là con quỷ Lucifer. Tội thứ hai đó là tội tham lam tiền bạc, đó là quỷ Mammon. Tội thứ ba đó là tội dâm dục, thì tương ứng với tên cái con quỷ đó là Asmodeus. Tội thứ tư, tội nóng giận, phẫn nộ, đó là con quỷ Behemoth. Tội thứ năm đó là tội tham lam, đó là quỷ Beelzebul. Tội thứ sáu, tội đố kỵ là do con quỷ Leviathan, nó là kẻ cầm đầu cái tội này. Và tội thứ bảy, tội lười biếng, do con quỷ tên là Beelphegor. Các giáo phụ người ta tin rằng là có 7 con quỷ đầu sỏ trong địa ngục và nó cầm quyền trên 7 cái tội này. Cho nên tội lỗi là một vấn đề mà con cái Chúa ở
trong mọi thời kỳ chúng ta đều cần phải quan tâm và chúng ta phải giải quyết nó. Tội thì ai cũng có cả, nhưng mà giải pháp như thế nào để chúng ta được thoát ra khỏi tất cả những tội lỗi, đó là điều mà chúng ta sẽ nói đến trong buổi sáng nay. Dĩ nhiên là trong Kinh Thánh mà không có ghi về những điều này, nhưng mà đây là những điều mà trong lịch sử giáo hội tương truyền từ thời các giáo phụ. Những cái sử sách họ ghi lại không được ghi thành Kinh Thánh. Chỉ có những sứ đồ họ viết lại những thư tín thì được gọi là Kinh Thánh. Nhưng mà những người giáo phụ, tức là tôi ví dụ như là Timôthê hoặc là Tít, là những giáo phụ. Tại vì họ là những môn đồ của sứ đồ Phaolô. Cho nên điều này nó tuy rằng nó không phải được ghi rõ ràng trong Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta biết rằng những giáo phụ đó là những người có uy tín ở trong hội thánh đầu tiên. Và chúng ta thấy được có những cái tội mà ở trong Châm Ngôn đoạn 6 câu 16 cho đến câu 19 có nhắc đến 7 cái tội đó. Thứ nhất đó là con mắt kiêu ngạo, hai là lưỡi dối trá, ba tay làm đổ huyết vô tội, thứ tư lòng toan những mưu ác, thứ năm chân vội vàng chạy đến sự dữ, thứ sáu kẻ làm chứng gian và nói điều dối, thứ bảy kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em. Thưa quý mà chị em, tội lỗi nào cũng đáng chết cả. Ở trong Roma đoạn 6 câu 23 chép rằng là tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Và trong Gia Cơ đoạn số 2 câu 10 chép rằng là người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Như vậy thì tội lỗi nào nó cũng có cái giá của nó ở trước mặt Chúa. Không có tội lỗi nào là free hoặc là cho không biếu không cả. Tất cả mọi tội lỗi đều có một cái hậu quả của nó, đó là sự chết về tâm linh. Chúng ta biết rằng là mọi linh hồn đều thuộc về Chúa, và linh hồn của cha cũng như linh hồn của con đều thuộc về Chúa. Linh hồn nào phạm tội thì linh hồn đó chết. Ê-xê-chiên đoạn 18 câu số 4. Và chúng ta biết rằng tội lỗi nào nó cũng có cái tội, đều có cái sự trọng như nhau cả. Nhưng mà trong vô số những tội lỗi mà Kinh Thánh có liệt kê thì chúng ta thấy được có 7 cái tội, gọi là 7 tội đầu hay là 7 tội trọng. Tội đầu tiên đó là tội kiêu ngạo. Quý vị biết rằng là ai là người kiêu ngạo đầu tiên ở trong Kinh Thánh không? Dạ, đó chính là Lucifer. Dạ, trước khi mà hắn được gọi là Satan thì hắn có cái tên rất là mỹ miều và đẹp đẽ, đó là Lucifer. Lucifer nghĩ rằng là mình có thể trở nên Đức Chúa Trời và mình có thể thay thế cho Đức Chúa Trời. Và trong khi mà hắn định nổi loạn như vậy, lôi kéo một phần ba các thiên sứ nổi loạn với Đức Chúa Trời, thì hắn đã bị đuổi ra khỏi thiên đàng và trở thành ma quỷ, trở thành Satan. Sau đó thì cái tên Lucifer đã bị thu hồi lại và hắn không còn gọi là Lucifer nữa, nhưng mà hắn mà bị gọi là Satan, là chúa của đời này. Ở trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 18 chép rằng là sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Khi một người kiêu ngạo thì họ sẽ tự lừa dối chính mình, cho rằng là mình có thể làm được điều này điều kia và mình không cần có Chúa, không cần có sự cầu nguyện, không cần có sự tin cậy Chúa, không cần nhờ cậy Chúa, mà mình vẫn có thể trở nên cái ước muốn của mình. Chính sự kiêu ngạo phát sinh ra những tội lỗi, và tánh kiêu căng bắt nguồn ở trong tâm lòng không chấp nhận sự tẩy trị của Chúa. Ở trong Châm Ngôn 16 câu 19 chép rằng là thà khiêm nhường mà ở với người nhu mì còn hơn là chia của cướp cùng kẻ kiêu ngạo. Muốn tránh sự kiêu ngạo thì chúng ta phải tự biết rằng mình là người có tội và mình cần có lòng thương xót của Chúa. Ở đây bao nhiêu người chúng ta từ lúc sinh ra cho đến khi mà mình tin Chúa, mình chưa bao giờ mình phạm tội gì hết, từ trong tư tưởng cho đến lời nói việc làm. Xin giơ tay lên cho tôi biết ạ. Có không? Không. Và nếu mà chúng ta cho rằng là tôi không có tội gì hết thì mình cũng cho rằng là mình hơn người khác, đúng không? Đó là cái tội ở đó quý mà chị em. Cho nên trước mặt Chúa, tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi, chúng ta đều cần có sự thương xót của Chúa. Khi mà chúng ta chưa có điều kiện, hoặc là khi chúng ta còn ở trong cái hoàn cảnh khó khăn,
túng thiếu thì chúng ta rất là dễ khiêm nhường hạ mình. Nhưng mà khi có điều kiện rồi, khi tiền đầy túi, tình đầy tim, chúng ta sẽ rất là dễ bị cám dỗ kiêu ngạo. Giả sử chúng ta là một người có nhan sắc bình thường thì chúng ta rất là dễ khiêm nhường. Nhưng mà nếu mà chúng ta có nhan sắc đẹp hơn một chút, chúng ta dễ bị kiêu ngạo. Có một cô gái nọ đến gặp ông cha xứ và xưng tội với cha xứ: thưa cha, con thấy rằng khi con đến nhà thờ con là một người rất là kiêu ngạo. Ông cha ngồi ở trong cái phòng xưng tội qua cái bức rèm và ông nói rằng là tại sao mà con lại nói rằng là mình là kiêu ngạo như vậy. Thì cô gái nói rằng là dạ thưa cha, mỗi khi con đến nhà thờ đó thì con thấy rằng là con là người đẹp nhất ở trong nhà thờ này, đẹp nhất ở trong những cô gái ở trong giáo xứ. Cái ông cha ổng nghe như vậy, cái ổng ngạc nhiên quá, xem cái cô gái này đẹp như thế nào, mở cái rèm ra rạc một cái, rồi ông kéo cái rèm lại. Ông nói rằng là theo cha nghĩ cái tội này nó không có phải là tội kiêu ngạo đâu con, nó chỉ là một cái sự ngộ nhận thôi. Tại vì cô gái này cứ nghĩ rằng là mình là đẹp nhất, nhưng mà thực ra không phải. Thưa quý mài chị em, đôi khi có những cái sự kiêu ngạo mà chúng ta vô tình mình không biết, nhưng mà có những người xung quanh họ sẽ nhìn thấy và họ sẽ giúp chúng ta phát hiện được cái óc của chúng ta. Dĩ nhiên không ai chúng ta mong muốn rằng là mình bị bêu xấu hoặc là bị chỉ tội. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời Ngài rất là khôn ngoan. Ngài có nhiều cách khác nhau để cho chúng ta biết mình có tội. Thứ nhất, qua Kinh Thánh, lời của Ngài. Thứ hai, qua sự tương giao cầu nguyện với Chúa. Thứ ba, đó là qua những người tôi tới Chúa, những người rao giảng lời của Chúa, chúng ta biết được tội lỗi của mình. Thứ tư, Chúa có thể dùng những người xung quanh mình để cho chúng ta biết rằng là mình có lỗi. Dù là như thế nào thì chúng ta cũng nên có tâm lòng khiêm nhường, hạ mình để ăn năn trở lại với Chúa. Chúa sẽ thương xót chúng ta. Ngược lại với tội kiêu ngạo này, đó là sự khiêm nhường. Khi mà chúng ta sống ở trong sự khiêm nhường thì Chúa sẽ ban ơn và chúc phước chúng ta rất là nhiều. Ở trong Phi-rơ thứ nhất đoạn số 5, câu số 5 thì chép rằng là Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng mà ban ơn cho... cho ai quý mà chị em? Dạ, cho người khiêm nhường, đúng không ạ? Như vậy thì người càng khiêm nhường thì người đó sẽ càng được ơn và sẽ càng được Chúa Ngài chú ý nhiều hơn. Ở trong Kinh Thánh có nói về một cái ví dụ của hai người cùng đứng ở trong đền thờ để cầu nguyện. Một người Pharisee và một người thâu thuế. Người Pharisee thì đứng ở gần đền thờ và cầu nguyện với Chúa: lạy Chúa, con là một người không chỗ trách được, con dâng hiến cho Chúa rất là nhiều, con kiêng ăn cầu nguyện một tuần 2 lần, tức là một tháng 8 lần, 8 ngày, rồi con làm tất cả những cái gì trong luật pháp dặn biểu, chứ con không có sống giống như cái thằng thâu thuế ở bên kia. Nhưng mà cái người thâu thuế đứng ở xa xa thì không dám ngước đầu lên, chỉ dám cúi đầu xuống như thế này mà nói rằng là lạy Chúa, con là người có tội. Chúa Giêsu Ngài nói rằng là theo như các ngươi thì người nào về và được xưng công bình hơn người nào? Cái người cho rằng là mình là người trọn vẹn không cho trách được á, cái người mà làm theo lời của Chúa một cách trọn vẹn đó, người cho rằng là mình hơn cái người khác đó quý vị, thì không ngờ rằng là Đức Chúa Trời lại không có chú ý đến người đó. Quý vị thấy lạ không? Còn cái người mà không có nghĩ rằng là mình sẽ được vào thiên đàng, cái người nghĩ rằng là mình không xứng đáng để được Chúa Ngài quan tâm chú ý đến, thì cái người đó lại được Chúa chú ý. Quý vị thấy lạ không quý mà chị em? Cái người mà cứ cho rằng ô tôi như thế này tôi xứng đáng để Chúa Ngài quan tâm, Chúa ơi thiên đàng không thể nào thiếu được một người như con, một người rất là hoàn hảo, một người rất là tuyệt vời, thiên đàng mà không có con là không có vui.
Quý mài cho em ơi, cái thành phần đó Chúa Ngài không quan tâm. Những người nhận biết rằng mình không ra chi hết, mình là cái người đầy tội, cái người đó lại được Chúa Ngài chú ý đấy. Quý mài cho em thấy, khi mình vào trong hội thánh của Chúa, mình cần phải thay đổi lại thái độ của mình. Amen. Tôi không nói rằng quý vị tự định tội. Tôi không nói rằng chúng ta phải sống ở trong sự định tội hoặc là cái sự xấu hổ mặc cảm mà ma quỷ đem đến. Tôi không nói như vậy. Nhưng chúng ta cần phải có một thái độ đúng đắn ở trước mặt Chúa. Mình nhận biết rằng là mình chỉ là con số không thôi. Cho dù bây giờ mình có giàu có, mình có đầy đủ tất cả mọi sự, thậm chí là mình đi nhà thờ từ bé, mình giữ luật pháp của Chúa trọn vẹn đi chăng nữa. Nhưng nếu mình không làm hài lòng Chúa, không theo tiêu chuẩn của lời Chúa, thì mình cũng chỉ là con số không to tướng mà thôi. Amen. Không phải bởi vì tôi hát hay, tôi hát lớn hơn người khác mà Chúa chú ý đến tôi. Nhưng mà tôi hát bằng tất cả tấm lòng yêu mến Chúa, kính sợ Chúa của tôi, Chúa Ngài quan tâm. Amen. Quý mài cho em, tôi không nói điều này để bất cứ ai cảm thấy hổ thẹn, nhưng mà chúng ta nên chỉnh lại tấm lòng của chúng ta trước lời của Chúa. Tôi tin rằng là tuần lễ sau quý vị sẽ đến đây với một phước hành rất là lớn, bởi vì quý vị là những người được ơn của Chúa. Amen. Không, quý mài cho em, tôi xin Chúa Ngài cho hội thánh của chúng ta là hội thánh của sự khiêm nhường. Cảm ơn Chúa. Tội thứ hai đó là tội tham lam. Châm ngôn đoạn 15 câu 27 chép rằng là người tham lợi làm rối loạn nhà mình, còn ai ghét của hối lộ sẽ được sống. Quý vị thấy không? Lời của Chúa có những khi nói ra chúng ta thấy nó lạ quá. Tại sao tham lam, thu góp chất chứa mà làm rối loạn nhà mình? Tại sao tôi nhận của hối lộ mà tôi lại chết mà tôi không được sống? Bởi vì nó có lý do quý mài cho em. Tội lỗi luôn luôn là tội lỗi, và bất cứ chỗ nào có tội lỗi thì ma quỷ nó được thu hút đến. Luca đoạn 12 câu 15 chép rằng là hãy cẩn thận đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không cốt tài của cải mình dư dật. Ở trong thế gian này thì con người không có Chúa, người ta rất là tham. Giả sử một người đã có tiền trong tài khoản khoảng chừng tầm 100 tỷ, nhưng mà khi mà thấy cái mảnh đất kế bên của hàng xóm mà dễ chiếm á, nó chiếm luôn. Dù mảnh đất đó giá trị không bằng 100 tỷ mình đang có, nhưng mà chiếm được là cứ chiếm. Và khi mà chiếm đoạt đất đai tài sản của người khác bằng cái sự tham lam đó quý mài cho em, thì có thể không ai biết, nhưng mà có một đấng dò xét và biết được. Và lời của Chúa luôn luôn đúng ở trong mọi trường hợp. Cho dù người đó không tin Chúa, nhưng mà lời của Chúa vẫn sẽ ứng nghiệm trên đời sống của những người đó. Không bao giờ có một người nào tham lam chiếm đoạt của cải người khác mà lại có thể bình an và sống an ổn được quý mài cho em. Điều răn thứ 10, có ai chúng ta nhớ điều răn thứ 10 không? Người chớ tham vợ người khác, chồng người khác, chiên bò lừa và mọi vật chi thuộc về người khác. Và khi mà mình tham lam thì sẽ không bao giờ có sự bình an quý mài cho em. Cho nên lời của Chúa nói rằng chúng ta cần phải thỏa lòng. Thỏa lòng với gì mình có, đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Một tháng thu nhập được 20 triệu là thỏa lòng rồi. Cần gì phải lên chức trưởng phòng phải 50 triệu hoặc là giám đốc phải 100 triệu làm gì, đúng không quý mài cho em? Chúng ta thấy rằng sự thỏa lòng nó khác với cái sự tự mãn hoặc là cái sự làm biếng. Một người khi được Chúa kêu gọi vào trong một cái đỉnh núi của sự của việc làm kinh tế, hoặc là một người được Chúa kêu gọi vào trong một vị trí cao ở trong xã hội, thì chúng ta thấy rằng là cái người đó có một cái sự khao khát để mà dấn thân để kiếm tiền phục vụ trước hết cho gia đình của mình, thứ hai đó là phục vụ cho cái khải tượng mà Chúa kêu gọi mình. Thì người đó làm việc với một cái động cơ của một sự phục vụ Chúa, chứ không phải rằng là động cơ của sự tham lam.
Làm sao tôi có thể biết được một người làm việc vì cớ Chúa hay là làm việc vì cớ sự tham lam? Tôi sẽ có thể nhận biết được qua lời nói, việc làm của người đó. Xem coi Chúa ở vị trí nào trong đời sống của người đó. Chúa ở đâu ở trong cái công việc của người đó. Nếu người đó làm việc bất chấp, mà bất chấp luôn cả lời Chúa, bất chấp luôn cả lời khuyên của những mục sư, của những người tin kính Chúa xung quanh mình, thì người đó có thể lắm đang đi trong cái con đường tham lam của ma môn. Nhưng nếu một người kính sợ Chúa, làm việc ở trong một sự siêng năng, hăng hái và sốt sắng để kiếm tiền phục vụ cho nhu cầu của mình, cho gia đình của mình, cho những người xung quanh mình, và luôn luôn tín kính Chúa như một Joseph, thì người đó thật sự đang đi theo sự kêu gọi của Chúa. Tôi thấy ngày hôm nay có nhiều người họ tham đến nỗi mà lúc ban đầu thì họ có Chúa, họ vẫn đi nhóm thờ phượng Chúa, giữ lời Chúa. Nhưng mà đến khi mà công thành danh toại rồi thì họ bắt đầu nổi lòng tham. Tôi gặp mà những người họ trước đây đó, tiền tỷ thì không thiếu. Người đó nói với tôi rằng mục sư, trước đây mà mục sư gặp em á, mục sư mượn em 2-3 tỷ là luôn có. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho con. Nhưng bây giờ thì 200-300 ngàn cũng cảm thấy quý nữa. Tại vì sao? Tại vì lòng tham khiến cho người đó không còn ở vị trí cao như trước đây. Khi mà công việc bắt đầu tăng trưởng lên, bắt đầu mình bị cuốn theo cái đồng tiền, quý vị, và mình không còn có sự sáng suốt để mà biết được cái điểm dừng, và tất cả mọi thứ đều tan tành mây khói hết. Và bây giờ thì khi mà gặp nan đề nợ nần thì trở lại với Chúa. Và tôi cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa dùng cái nan đề đó để khiến cho cả gia đình người đó trở lại với Chúa và nhận biết rằng là mình thật sự cần của Chúa. Còn nếu không có Chúa thì cái lòng tham vô đáy, giống như là tiền đựng ở trong túi lũng, bao nhiêu bỏ vào nó cũng đi hết. Và cảm ơn Chúa bây giờ kinh tế đang được phục hồi, đang được phước trở lại. Cho nên lời của Chúa nói với chúng ta rằng chúng ta cần phải thỏa lòng với những gì mình có. Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Người thế gian họ muốn giàu hơn đó thì họ đem vào, đúng không? Nhưng mà trong Chúa thì ngược lại, muốn giàu thì phải đem ra. Ở trong truyền đạo đoạn số 11, chúng ta sẽ thấy được cái phước hạnh của sự ban cho như thế này. Từ câu 1 cho đến câu số 2. Hãy liền bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại. Hãy phân phát nó cho 7 hoặc cho 8 người, vì ngươi không biết tai nạn nào sẽ xảy ra trên đất. Lời của Chúa nói rằng là chúng ta phải liền bánh của mình nơi mặt nước. Đối với người Do Thái, khi họ nói về câu mà liền bánh nơi mặt nước đó, thì họ hiểu ngay đó là việc mà mình phải dâng hiến và mình chúc phước cho những người xung quanh mình. Có thể bố thí tiền bạc hoặc là giúp đỡ cho những người lân cận xung quanh. Bởi vì cái kết quả việc đó đó là khỏi lâu ngày mình sẽ tìm lại nó. Quá lạ quá. Mình ban ra, mình chúc phước, mình dâng hiến cho nhà Chúa hoặc là cho những con cái Chúa, những tôi tới Chúa, thì sau này mình sẽ lại tìm nó được. Và phân phát nó cho 7 hoặc cho 8 người, vì mình không biết trước được cái điều gì sẽ xảy ra trên đất này trong tương lai. Và Chúa Giêsu có nói rằng là hãy lấy của bất nghĩa mà kết bạn, để mà sau này khi mà mình qua đời đó, thì những người mà mình đã kết nghĩa bằng cái tiền của đó, khi mình còn ở trên đất này, thì những người đó sẽ tiếp mình vào trong nhà đời đời. Như vậy thì sự dâng hiến, sự chúc phước, sự ban phát tài chánh của cải của mình cho những người chung quanh chúng ta, khi mà mình còn ở trên đất này, thiên đàng sẽ ghi nhận. Có thể không ai biết hết, nhưng mà Chúa Ngài biết, và Ngài sẽ ghi nhận và Ngài sẽ ban phước lại cho chúng ta. Khi mây đầy nước, nó bèn mưa xuống đất. Ở trong câu số 3 của truyền đạo đời 1. Tại sao mà Salomon lại nói điều này, quý mài chém? Tại vì ông đang dùng hình ảnh của cái việc đó là mưa. Nó là một cái vòng tuần hoàn của nước. Và khi mà mưa nó
bốc hơi lên ở chỗ này, nó bay lên không trung, và bởi gió thì nó sẽ bay ở trên không trung và nó sẽ gặp lại những hơi nước khác. Và khi mà hơi nước càng nhiều thì đến một cái lúc đủ thì nó sẽ mưa xuống ở chỗ này. À, quý vị thấy không? Nước bốc hơi lên chỗ này, nó ngưng tụ trên đây và nó đổ xuống ở đây. Không bao giờ nước bốc hơi chỗ này mà nó lại mưa ở chỗ này cả, nhưng mà nó sẽ mưa ở chỗ khác. Điều này cũng áp dụng đúng cho sự dâng hiến của chúng ta. Có thể khi chúng ta dâng hiến là chúng ta dâng vào trong hộp tiền dâng ở hội thánh này. Nhưng khi chúng ta rời khỏi đây, chúng ta đi làm ăn ở phương xa, hoặc là chúng ta đi ở chỗ nào đó, thì Chúa sẽ ban phước giống như là mưa nó sẽ đổ xuống ở trên cái chỗ mà chúng ta làm việc. Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng tôi dâng hiến trong hội thánh này thì hội thánh này phải chúc phước lại cho tôi. Không, đây là một cái chu kỳ tuần hoàn. À, khi chúng ta chúc phước cho nhau ở trong hội thánh này, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta ở những chỗ khác. Cho nên sự dâng hiến cũng là một trong những cách để chúng ta tiêu diệt cái tội tham lam trong đời sống của chúng ta. Một người muốn được giải thoát khỏi sự tham lam, người đó trước hết cần phải học cách dâng hiến. Chúa không phải là nhìn vào trong bóp tiền của dân sự của Chúa rồi cứ mong đợi mỗi chủ nhật là họ dâng hiến cho Ngài. Nhưng mà Chúa Ngài muốn chúng ta dâng hiến là để chúng ta có được tấm lòng yêu mến Chúa. Vì của cải chúng ta ở đâu thì lòng chúng ta ở đó. Quý vị có yêu mến Chúa không, quý mời chị em? Dạ. Yeah. Và tôi thấy rằng là trong suốt cả cuộc đời của tôi 40 năm qua, tôi chưa bao giờ tôi thấy một người nào trung tính dâng hiến cho nhà của Chúa, trung tính dâng hiến và chúc phước cho những tôi tớ của Chúa mà người đó lại sống nghèo khổ cả. Nhưng tôi đã từng thấy có những người họ nghèo khổ trong bàn tay không có cái gì hết. Nhưng mà sau một thời gian họ làm theo lời của Chúa, trung tín dâng hiến cho Chúa, thì họ lại có của ăn của để, họ lại giàu có và khá giả. Thậm chí dòng dõi con cháu người đó cũng được phước và được dư dật nữa, quý mài chị em. Cho nên tôi khích lệ quý vị, những ai chúng ta đang gặp khó khăn ở trong tài chánh, chúng ta hãy cầu nguyện: Chúa ơi, đâu là mảnh đất tốt để con có thể dâng hiến và con sẽ được phước sau này. Và hãy dâng trong đức tin nha quý vị nghe, chứ không phải là dâng theo cái sự kêu gọi của mục sư. Không, tôi chia sẻ điều này không phải nhằm để quý vị dâng hiến cho tôi hoặc là cho hội thánh này, nhưng tôi chia sẻ điều này để cho quý vị được phước. Bởi vì chính gia đình của tôi là một trong những nhân chứng sống cho sự ban phước dư dật của Chúa khi chúng tôi trung tín dâng hiến. Gia đình của chúng tôi lúc ban đầu, ba mẹ tôi không có cái gì, không có cái gì trong bàn tay hết. Họ đến với nhau bằng tình yêu thương và kết hôn với nhau. Hai anh em chúng tôi sống ở trong sự khó khăn thiếu thốn trong thời bao cấp. Ai mà chúng ta trải qua thời bao cấp rồi chúng ta biết khó khăn lắm, nhưng mà Chúa Ngài ban phước cho gia đình của chúng tôi khi mà ba mẹ của tôi trung tín dâng hiến cho nhà của Chúa, và chúng tôi có nhà cửa như ngày hôm nay là bởi vì có Chúa Ngài thấy được tấm lòng trung tín của chúng tôi. Tôi cầu nguyện xin Chúa ban phước cho những anh chị em nào, cho những thanh niên thiếu nữ nào chúng ta chưa có nhà ở, chúng ta sẽ được phước qua sự dâng hiến và chúng ta sẽ có nhà ở. Amen. Amen. Nếu mà chúng ta đi làm một tháng 7 triệu và chúng ta muốn mua cái nhà 2 tỷ thì một tháng mình chi hết 6 triệu, dư được 1 triệu. Để có được 2 tỷ đó thì người ta làm phép tính nhân mấy quý vị là phải để dành tới 180 năm sau thì mới có đủ 2 tỷ để mà mua nhà. Tức là mình sống tới 90 tuổi mình chết, mình sống lại, sống thêm 90 tuổi nữa mình cũng chết, thì lúc đó mình mới có nhà. Quý vị thấy điều này có khả thi không? Không khả thi. Cho nên chỉ có ơn phước của Chúa, chỉ có quyền năng của Chúa mới khiến chúng ta có nhà ở mà thôi. Chứ còn bây giờ chúng ta làm cả đời, quý mà chị em, cũng không bao giờ có được. Nếu mà một tháng mình để dành được 10 triệu chăng nữa thì mình phải mất là 18 năm thì mình mới có thể mua nhà. Cảm ơn Chúa, tôi đang nói những điều này cho những đại gia đất tương lai. Quý vị có tin không? Amen. Amen. Tin theo lời của Chúa chứ không phải tin theo cảm xúc của mình nha. Cảm ơn Chúa. Tôi nói điều này là theo Kinh Thánh. Quý vị biết rằng là Môi-se là người đã chăm sóc cho hơn 3 triệu dân ở trong đồng vắng. 3 triệu dân Israel phá sản. Tức là trong túi của họ không có một đồng xu nào hết, quý mà chị em. Họ đi lang thang cho đồng vắng 40 năm như vậy đó.
Họ không có tiền gửi tiết kiệm trong ngân hàng, họ không có bất cứ cái gì hết. Mỗi ngày họ cứ trông đợi mưa mana từ trời xuống rồi nước từ trong bần đá chảy ra. Và thế là cuộc đời của họ cứ 40 năm khốn khổ như vậy. Dân phá sản. Nhưng mà sau đó một thời gian Chúa ban phước cho họ và họ trở thành một dân cường thạnh. Đến thời của Salomon, ông đã xây một cái đền thờ bằng vàng nguy nga tráng lệ và cả thế giới đều đến để mà xem cái công trình đồ sộ đó. Wow, cả thế giới đều phải ngã mũ thán phục ở trước cái sự giàu có của Salomon. Quý vị thấy không? Chúa có thể khiến cho từ một dân phá sản trở thành một dân cường thạnh. Tôi đang nhìn thấy tương lai đó ở trên đời sống của quý mài chị em. Có những đại gia Chúa sẽ dấy lên ở trong hội thánh của Chúa. Mười lăm năm trước tôi không có cái gì hết. Khi mà tôi yêu vợ tôi, chúng tôi quyết định kết hôn với nhau, tôi chỉ có một chiếc xe Trung Quốc thôi, chứ còn ngoài ra là không có tài khoản ngân hàng hay là túi thì chỉ có vài triệu dành dụm như vậy đó. Nhưng mà tôi tin rằng là Chúa sẽ ban phước cho tôi và tôi sẽ trở thành một người được phước của Chúa. Khi gặp vợ tôi thì vợ tôi hỏi anh có cái gì, thì tôi nói rằng anh chỉ có tấm lòng yêu mến Chúa thôi, tài sản thì không có. Và lúc đó thì tôi nhận được rất là nhiều cái lời tiên tri rằng là con sẽ trở thành một người được phước lắm, sau này con sẽ đi tay ga, con sẽ có vợ con, gia đình được phước lắm, chức vụ con sẽ được mở rộng ra. Nhưng mà lúc đó thì tôi không có cái gì hết quý mài cho em. Thậm chí lúc đó tôi ốm khoảng chừng tầm 52-53 ký thôi. Ốm mà mắt thì sâu hoắm, cái mặt thì hóp vô. Lúc đó có những mục sư chung quanh tôi đó, ai cũng mập to hết. Có mục sư kia nặng 72 ký, nhìn rất là phong độ. Ông nói với tôi rằng em mà bây giờ em có ăn suốt đời chăng nữa thì anh tin rằng là em không bao giờ em mập lên được. Cái tướng của em là chỉ có như thế thôi. Và thế là tôi sống hơn mười mấy năm ở trong cái sự mặc cảm. Tôi cứ nói số phận mình là vậy rồi. Mình mãi là ốm, mình mãi là nghèo. Tôi không bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể mập lên được. Cảm ơn Chúa, trong những năm gần đây thì Chúa Ngài khiến cho tôi mập lên. Và tôi biết rằng là mọi sự đều có thể thay đổi hết. Chúa có thể thay đổi được hình dáng của mình và Chúa có thể thay đổi luôn cả tài khoản của mình nữa. Và tôi bắt đầu tôi tin rằng là Chúa là đấng làm phép lạ. Chúa có thể làm phép lạ trên cuộc đời của mình. Chúa có thể thay đổi số phận của mình. Tôi không phải trách ông mục sư kia, nhưng mà tôi đang làm chứng cho quý vị một điều rằng là cho dù người ta có nói gì về đời sống của chúng ta như thế nào chăng nữa thì quý vị ơi phải tin cậy Đức Chúa Trời. Amen. Cho dù người ta có nói rằng là chúng ta không ra gì, chúng ta không bao giờ làm được việc lớn, nhưng mà quý vị ơi phải tin lời của Chúa. Bởi vì ai biết được chỉ trong vòng một vài năm ngắn ngủi thôi, chúng ta có thể làm được những việc lớn mà không ai có thể tưởng tượng rằng là chúng ta có thể làm nổi. Amen. Cảm ơn Chúa. Chính sự tham lam nó ngăn trở rất là nhiều người được phước một cách lâu dài. Nhưng mà chính sự ban cho, lòng rộng rãi sẽ được no nề. Cảm ơn Chúa. Tội thứ hai đó là tội ghen tị. Đây là sự ghen tị, ghen ghét, không yêu thương người khác vì lúc nào cũng muốn cái điều mà người khác có, không vui khi thấy người khác hơn mình, có nhiều hơn mình hay là có điều tốt hơn mình có. Chúa Giêsu đã bị dân chúng đòi giết Ngài bởi vì cớ họ ghen ghét Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 17 cho đến 18 ghi rằng là khi chúng đã nhóm lại thì Phi-lát hỏi rằng: các ngươi muốn ta tha người nào, Ba-ra-ba hay là Giê-su gọi là Rít? Vì quan ấy biết bởi lòng ghen ghét nên chúng đã nộp Ngài. Vậy thì người Pha-ri-si họ ghét Chúa Giê-su, thấy cả dân chúng chạy theo Chúa Giê-su và họ đã tìm cách để tiêu diệt Chúa Giê-su. Ngày hôm nay có sự ghen tị ở trong vòng con dân Chúa không? Có sự ghen tị giữa vòng những người mục sư hầu về Chúa không? Vừa rồi thì Chúa cũng thử tôi xem coi tôi có cái sự ghen tị hay không. Khi có một số người họ nhắn tin nói: hai mục sư. Tôi nói: xin chào.
Cái người ta nhắn tin lại: mục sư có biết mục sư Trân Quý không? Cái tôi nói: ủa kỳ vậy ta, sao nhiên hai chào mình mà lại hỏi ông mục sư kia. Xong có người khác nhắn tin: à, mục sư có số điện thoại của mục sư đó không? Ủa sao tự nhiên liên hệ tôi mà lại hỏi mục sư khác. Tôi cảm nhận giống như là có một cái sự thử luyện trong lòng của mình, để xem có mình có ghen tị với cái người đó không. Người ta đến với mình mà người ta lại hỏi số liên hệ của người khác. Nếu quý vị nhìn thấy một ai đó được ơn hơn mình, giàu có hơn mình, nổi tiếng hơn mình, quý vị cảm thấy thế nào? Nói thiệt đi, quý vị đừng có mà thánh thiện quá, quý vị ơi. Buồn đúng không? Dạ cảm ơn chị. Dạ chị người miền Tây đúng không ạ? Dạ tôi tin người miền Tây lắm. Dạ có sao nói vậy người ơi. Buồn. Cái cảm giác đầu tiên khi mà mình thấy người ta hơn mình là mình buồn đúng không? Chẳng hạn như mà cái người bạn cùng học trường thánh với mình, cũng cùng khám khổ với mình, cũng chạy xe đạp với mình một thời. Vậy đó bây giờ người này làm giám đốc, còn mình thì vẫn là nhân viên quèn, vẫn thất nghiệp, vẫn phải đi chạy xin việc chỗ này chỗ kia. Mình cảm thấy tủi thân chứ, đúng không ạ? Nhưng quý mài chị em ơi, đây là cái tội chứ nó không phải chỉ là cái tội nghiệp bình thường quý mài chị em. Xin Chúa ngày cho chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là mình là người được phước của Chúa và mình sẽ không ganh tị với người khác. Trong vương quốc của Đức Chúa Trời, Ngài hành động có thời điểm cho từng người. Amen. Ở trong thời kỳ của Joseph, Đức Chúa Trời Ngài đã nhìn thấy ở trong vòng 12 người anh em. Trong vòng 12 người anh em thì cái đứa út là Chúa Ngài muốn ban phước. Cái đứa út tên là Joseph, Chúa ban phước cho Joseph trước. 11 người anh còn lại cảm thấy ghen tị. Tại sao mà con anh cả, con là anh hai, anh ba, anh tư mà Chúa không kêu gọi con, Chúa lại chọn một cái thằng út nhỏ xíu như vậy. Bây giờ nó... Và thế là những anh đã tìm cách giết Joseph. Nhưng mà các anh không nhận biết rằng là Đức Chúa Trời có chương trình dành cho cả một gia đình của họ. Bởi vì 11 người anh sau này đó quý vị đều trở thành những trưởng tộc của 11 chi phái. Tuyệt vời không quý mài chị em? Có thể Chúa ban phước cho Joseph, nhưng mà sau đó thì Chúa cũng không quên để ban phước cho 11 người anh kia. Có thể trong hội thánh của chúng ta có ai đó được Chúa Ngài sức dầu, Chúa ban ơn, Chúa khiến cho người đó được kết quả, được thành công thịnh vượng, có nhà cao cửa đẹp, tài khoản kết xu. Rồi chúng ta thay vì vội mình ghen tị với người đó, nhưng mà hãy chúc phước quý mài chị em. Bởi vì ai biết được sau này tới lượt mình sẽ là người thứ hai. Amen. Đừng buồn. Chúa ơi sao mà Chúa ưu ái cái người này quá. Người này dường như có tất cả mọi thứ, còn con không có cái gì hết. Quý mài chị em ơi, đừng bao giờ ghen tị với người khác. Nhưng hãy tin rằng là Đức Chúa Trời mà tôi thờ phượng và phục vụ, Ngài là đấng tốt lành. Sau này Ngài sẽ ban phước cho tôi trong thời điểm của Ngài. Có thể bây giờ chúng ta đang trong giai đoạn tăng trưởng, chúng ta chưa có đủ trưởng thành để chúng ta giữ được những phước hạnh mà Chúa ban cho. Cho nên Chúa Ngài phải mất thời gian để mài dũa và uống nắng chúng ta. Để khi chúng ta có đủ cái mức trưởng thành rồi, chúng ta sẽ được Chúa ban cho những cơ nghiệp lớn hơn. Amen. Và hãy lớn lên ở trong Chúa, rồi đến đúng thời điểm của Chúa, Chúa sẽ cho chúng ta được thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài. Amen. Dân Israel họ sẽ sống ở trong xứ hứa, chứ không phải họ chết ở trong đồng vắng đâu. Nhưng mà đồng vắng chính là nơi thử luyện họ, để họ được lớn lên và tin cậy Chúa nhiều hơn. Nhưng mà dân Israel thì lại không biết điều đó. Họ đã than phiền, lầm bầm, oán trách, và họ đã ngã chết ở trong đồng vắng thay vì chết ở trong xứ hứa. Thứ tư, đó là tội ham ăn uống. À, ham ăn mà cũng là tội nữa sao? Con người chúng ta ai cũng mong muốn rằng mình được ăn ngon mặc đẹp đúng không quý mài chị em? Có ai chúng ta muốn ăn rau muống với chao mỗi ngày không? Hoặc là ăn tương cà muối ớt không? Ai chúng ta cũng mong muốn rằng mình có thể ăn được cái bữa ăn ngon nhất đúng không ạ? Trong ngôn đoạn 23 câu 21 chép rằng là: vì bợm rượu và kẻ lấu ăn sẽ trở nên nghèo, còn kẻ ham ngủ sẽ mặc rạch rưới. Ở đây Chúa không nói về cái sự một cái nhu cầu chính đáng của cơ thể chúng ta, đó là ăn ngon mặc đẹp. Nhưng mà Chúa đang nói về cái sự lấu ăn.
Tức là chúng ta khi mà ăn tiệc chúng ta cứ dành ăn của người khác, hoặc là chúng ta suốt ngày chúng ta chỉ nghĩ đến những cái bữa tiệc bù khú, những cái bữa tiệc gọi là trác tán, phung phí. Đó là cái tội đó quý mài cha. Mà ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy cái tội này cũng có ở trong vòng những người mà họ đi làm đó. Họ đi làm việc một ngày xong là họ cứ rủ nhau đi nhậu, đi nhà hàng, ăn uống xa hoa. Nhiều khi mình ra chợ mình mua một bó rau, mình còn trả giá 1.000, 2.000, kỳ kèo với những người bán rau ngoài chợ đó, 1.000, 2.000. Nhưng mà khi mà vào trong nhà hàng ăn uống, thậm chí bo 100.000, 200.000, đó là chuyện bình thường. Đó là cái tội đó quý mài cha. Là con cái Chúa chúng ta đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Đừng bao giờ mong muốn nhiều hơn quý mài cha. Có thể chúng ta nhìn lên chúng ta thấy mình không bằng ai hết, nhưng mà hãy nhìn xuống chúng ta sẽ thấy được là mình còn hơn rất là nhiều người khác. Đừng bao giờ là một người lấu ăn. Đừng bao giờ là một người tham ăn. Đừng bao giờ là một người chỉ suy nghĩ đến cái việc tiệc tùng, ăn uống, nhậu nhẹt. Tội thứ 6 đó là tội đam mê sắc dục. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu số 18 chép rằng là hãy tránh sự dâm dục, mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể của mình. Lời của Chúa nói rõ ràng rằng là chúng ta phải tránh xa cái sự dâm dục. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy cái tội mà nhiều người phạm nhất, dù là ở phương Tây hoặc là ở phương Đông, ở châu Á hay là ở châu Âu, châu Mỹ, châu Đốc gì đấy, thì người ta phạm cái tội này nhiều lắm. Đó là cái tội dâm dục. Và tôi xem ở trên Google, tôi tra về những cái tội lỗi về dâm dục này nó rất là nhiều quý mài cha. Nó có phải chỉ nói về phim ảnh mà thôi, nhưng mà nói về cái tình trạng đạo đức nó suy đồi từ trong trường học cho đến nơi công sở. Vì cớ công nghệ thông tin phát triển cho nên ngày hôm nay nhiều người họ đến với nhau rất là dễ dàng. Cách đây 30 năm về trước thì cái tỷ lệ mà người ta phạm tội tà dâm hoặc là phạm tội dâm dục dẫn đến sự ly dị trong gia đình nó rất là ít. Nhưng mà trong những năm gần đây, khi mà công nghệ thông tin phát triển, nhất là Facebook và mạng xã hội, thì nhiều người họ đã bị cám dỗ khi mà quen biết quá nhanh. Và họ có thể quan hệ với rất là nhiều người một cách rất là dễ dàng. Cách đây 30 năm về trước thì chúng ta thấy cái mức độ đạo đức của xã hội của chúng ta không như bây giờ. 30 năm về trước khi mà quảng cáo về băng vệ sinh phụ nữ ở trên TV đó, tôi nhớ tôi còn nhỏ, khi mà tôi nhìn thấy quảng cáo băng vệ sinh phụ nữ thì người lớn trong nhà nó không được nhìn à, và tôi phải quay qua chỗ khác, tôi nhìn chỗ khác. Nhưng bây giờ thì sao quý mài cha? Thấy bình thường. Quảng cáo đồ lót là ngày xưa đó, khi mà nhìn thấy là tôi phải quay chỗ khác. Nhưng bây giờ thì thấy nó quá bình thường. Tôi nói điều này để cho chúng ta thấy rằng là chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội nó đang bị băng hoại rất là nhanh quý mài cha. Và cái tội đam mê sắc dục là một cái tội mà Kinh Thánh có nói rằng là nó là cái tội rất là dễ dẫn con người vào trong địa ngục. Để chống lại cái sự cám dỗ này, chúng ta phải xa lánh nó, phải kiểm soát bản thân mình, bởi vì con người vốn dễ bị sa ngã vào trong con đường sắc dục. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 28 chép rằng là hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Wow, trước đây thì tôi không hiểu rõ được cái gốc từ của Kinh Thánh, cho nên tôi đọc qua và tôi nói rằng là thôi rồi, mình đã phạm tội đam mê sắc dục, tại vì mình đã từng ngó nhiều người đàn bà mà động tình tham muốn. Nhưng mà khi tra vào trong gốc từ của Hy Lạp đó quý vị, cái từ ngó này đó nó không phải chỉ là ngó nhìn bình thường, nhưng mà cái này là và ấp ủ và cưu mang. Đó là một cái sự đeo đuổi. Sự đeo đuổi. Chẳng hạn trong xóm có một cô gái
ăn bận sexy đi ngang qua, mình nhìn và mình thấy ô ai mà nhìn đẹp quá ta. Nhưng mà sau đó thì mình quên đi, thì vẫn chưa phạm tội đúng không? Nhưng mà nếu mà giả sử mình thấy cô gái đó đẹp quá, xong cái là mỗi buổi chiều mình lấy ghế ra cùng với cái ly cà phê bên cạnh, mình ngồi, mình rung đùi, mình chờ cô ấy đi ngang qua. À, cái đó là tội rồi đó nha. Hơi tội nghiệp rồi đó. Như vậy thì Chúa Giê-xu ngày cho chúng ta thấy rằng là cái tội nó không phải chỉ là ở hành vi, nhưng mà nó nằm ở trong cái tấm lòng của chúng ta. Và khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, bởi vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Khi tấm lòng của chúng ta trong sạch thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta rất là nhiều. Khi chúng ta trong sạch ở trong tình cảm, ở trong thậm chí là vấn đề tình dục của chúng ta, thì Chúa sẽ ban phước cho lĩnh vực đó. Nếu chúng ta trong sạch ở trong lĩnh vực tiền bạc tài chánh thì Chúa sẽ ban phước cho tiền bạc và tài chánh của chúng ta. Khi chúng ta trong sạch ở trong tình cảm thì chúng ta sẽ được phước ở trong tình cảm và gia đình của chúng ta. Quý vị có muốn gia đình mình được phước không? Amen. David khi mà ông không trong sạch ở trong tình cảm và ông đã phạm tội tà dâm với Bathsheba, thì ngay lập tức gia đình của ông gặp rất là nhiều cái trục trặc, rắc rối. Con của ông bị cưỡng hiếp, Tama bị cưỡng hiếp, rồi Absalom bị chết, và các cung nữ của ông cũng bị cưỡng hiếp ở trong cung điện của mình. Tất cả mọi thứ đều rối loạn như tơ vò, và ông bị nổi loạn nữa. Absalom đã nổi loạn và đuổi ông ra khỏi thành phố của mình. Tất cả mọi thứ đều rối bù bởi vì cớ ông đã phạm tội. Xin Chúa giúp cho chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta có thể chống cự lại với những sự cám dỗ này. Hãy nhớ rằng cám dỗ nó vẫn chưa phải là tội lỗi, nhưng mà xa vào trong cám dỗ đó mới là tội lỗi. Và chúng ta khi bị cám dỗ, chúng ta cần phải nói với mình rằng là không, tôi sẽ không phạm tội này đâu. Và mình cần phải tìm cách chạy xa ra khỏi nó. Càng xa càng tốt, thì quý vị sẽ thấy rằng là cuộc đời của mình sẽ được phước nhiều hơn. Chúa Giê-xu có bị cám dỗ không? Nhưng mà Ngài có phạm tội không à? Không. Có nhiều người ngày hôm nay bị cám dỗ trong vấn đề tình dục, hoặc là bị cám dỗ tà dâm với người khác. Nhưng mà nếu mình không có đi theo thì mình vẫn chưa phạm tội, đúng không ạ? Có thể mỗi ngày chúng ta nhìn thấy trên internet, trên phim ảnh, trên tivi, trên sách báo những hình ảnh khiêu dâm hàng ngày. Nhưng nếu chúng ta nói không với nó thì chúng ta vẫn chưa phạm tội. Amen. Và lời khuyên của tôi dành cho những ai chúng ta bị cám dỗ trong lĩnh vực tình dục này, có một cách để chúng ta có thể thoát khỏi những cái sự ham muốn của xác thịt chúng ta. Nếu chúng ta cảm thấy trong người của mình nó có dường như nó có một cái gì đó, nó giống như là một cái nhu cầu nó cao hơn người khác. Tôi nói theo y học đó quý vị, có những người họ có cái nhu cầu cao hơn người khác trong cái lĩnh vực này, thì chúng ta nên kiêng ăn cầu nguyện. Nên kiêng ăn cầu nguyện. Bởi vì kiêng ăn cầu nguyện là một trong những cách để tiết chế cái xác thịt của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có cái con thú ở trong người của mình hết, đúng không quý mài chê? Chúng ta mỗi người đều thấy dường như nó là cái tôi, nó cứ kêu gào, gào thét mỗi ngày. Nhưng mà chúng ta cần phải cho cái con thú đó im lặng, và để cho Thánh Linh của Chúa, Ngài có tiếng nói cuối cùng trong cuộc đời của mình. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho nhau. Bởi vì tôi thấy rằng là cái tình trạng mà phạm tội dâm dục này ngày càng nhiều quý mài cha. Tôi không ngại tôi chia sẻ điều này cho hội thánh. Chúng ta có thể nhìn ngoài xã hội và chúng ta có thể nhìn vào trong hội thánh ngày hôm nay. Rất là dễ quý mài cha. Đau lòng lắm. Tôi đi khắp nơi và tôi nghe có những chuyện như là những chuyện động trời, không thể tin được. Mỗi mục sư ông đầy ơn, ông cầu nguyện đuổi quỷ. Nhiều người họ tới nhờ ông mục sư đó cầu nguyện, rồi không hiểu tại sao mà ngày kia ông này ông nổi chứng, ông dẫn người ta vô phòng riêng cầu nguyện. Những cô gái 16, 17 tuổi xinh đẹp đến nó tư vấn ở ngoài, xong kêu vô phòng riêng cầu nguyện. Rồi khi mà mọi chuyện đều êm xuôi như vậy, không ai biết hết, những cái cô gái đó qua hội thánh khác
cầu nguyện quỷ lộ ra, nói ông mục sư đã ăn nằm với tôi. Và không phải chỉ một người, hai người, nhưng mà rất là nhiều quý mài chèm. Tôi nghe tôi cảm thấy rất là khủng khiếp. Tại sao lại có chuyện này ra? Chúa nói với tôi một điều rằng là nếu chúng ta không diệt sạch tội lỗi thì nó sẽ tiêu diệt chúng ta. Vua Sau Lơ không nghe lời Đức Chúa Trời diệt sạch dân Amalek, tha cho vua của dân Amalek, thì sau này vua Sau Lơ bị chết bởi vì cớ một người Amalek. Quý vị tin không? Một cái thằng thanh niên Amalek tới giết Sau Lơ bởi vì cớ Sau Lơ trước đây không chịu diệt sạch dân Amalek, cho nên đến cuối đời của Sau Lơ phải chết vì cớ Amalek. Xin Chúa ngài giúp cho chúng ta để chúng ta diệt sạch tội lỗi trong đời sống của mình. Chúng ta không định tội bản thân mình. Chúng ta là những người được cứu. Amen không quý mài chen? Tội lỗi không có quyền cho chúng ta nữa. Chúng ta có quyền tự do để chúng ta chọn đứng với Chúa hoặc là chúng ta đứng với thế gian. Nếu chúng ta đứng với Chúa thì chúng ta sẽ thấy rằng tội lỗi đó không có quyền ở cho chúng ta nữa. Chúng ta đang sống ở trong luật của Thánh Linh và sự sống, chứ chúng ta không sống ở trong luật của sự tội và sự chết nữa. Amen. Chúng ta có quyền lựa chọn giữa hai luật. Tôi đang sống ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, tôi sống theo luật pháp của vương quốc của Chúa, thì luật của tội lỗi không có quyền ở trên tôi nữa. Nhưng nếu chúng ta chọn đứng ở bên phía bên đây mà chúng ta không ăn năn trở lại với Chúa thì dĩ nhiên cái luật của sự tội sự chết nó sẽ ở trên chúng ta. Dĩ nhiên phạm tội dù là tội trọng hay là không trọng thì Đức Chúa Trời ngài vẫn có thể tha tội chúng ta. Nhưng Chúa tha, có thể con người sẽ không tha. Chúa có thể tha thứ cho chúng ta nhưng mà con người sẽ không tha đâu quý mà chị em. Cho nên tôi chia sẻ điều này để thức tỉnh cho quý mà chị em. Chúng ta đừng coi thường tội lỗi, đừng coi thường tội lỗi. Ăn năn tội lỗi, Chúa sẽ tha thứ phục hồi chúng ta. Nhưng mà có thể chức vụ, công việc, thậm chí là danh dự của chúng ta, nó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Quý vị có muốn làm việc lớn cho Chúa không? Xin Chúa giúp cho chúng ta luôn giữ mình thánh sạch để chúng ta sẽ làm những việc lớn cho Chúa. Khi hội thánh đầu tiên cần có 7 người để phục vụ trong việc bàn tiệc, thì Phi-rơ và các sứ đồ đã chọn những con người có danh tốt. Có danh tốt như quý vị nha. Tại sao lại không chọn những con người bị người khác chê bai, chỉ trích? Tại vì nếu chọn một người không có danh tốt và bị người khác chỉ trích thì khi mà kêu gọi người ta tin Chúa đó, người ta sẽ không dám bước lên. Có một cái câu chuyện kể lại rằng thật sự luôn quý vị, trong hội thánh kia đến giờ kêu gọi tin Chúa thì nhiều người bước lên, nhưng mà có một cái cô kia, cổ dừng chân lại và cổ đi xuống. Cái người bạn dẫn đến hỏi rằng tại sao cô đang đi lên tin Chúa mà cô lại không đi lên tin Chúa? Thì cái cô này nói rằng là em ơi, chị muốn tin Chúa lắm, nhưng mà thình lình chị vừa mới đến gần chỗ bục giảng, chỗ mục sư đứng cầu nguyện đó, chị thấy cái cô kia là cái người hồi sáng mà ở ngoài chợ đó, cổ chửi nhau sùm với người ta, chị phải lui lại để suy nghĩ lại. Quý vị thấy không, cái danh tiếng của chúng ta nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên có thể chúng ta có một quá khứ sai lầm. Dĩ nhiên trong chúng ta, tất cả mọi người chúng ta, ngay cả tôi nữa, tôi không nói rằng tôi thánh khiết hay là tốt hơn quý vị. Tất cả mọi người chúng ta đều có một quá khứ hết. Nhưng từ khi chúng ta tin Chúa, chúng ta cần phải được thay đổi và chúng ta cần phải có một lối sống thánh thiện, đạo đức theo lời của Chúa. Amen, không quý mài chị em? Quá khứ thì Chúa đã tha rồi. Nhưng từ khi mà chúng ta tin Chúa thật sự, phục vụ Chúa thật sự rồi, xin chúng ta hãy luôn quý trọng sự kêu gọi và sự thánh khiết mà Chúa ban chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đừng coi thường tội lỗi như quý vị nghe. Tôi cầu nguyện xin Chúa ngài cho hội thánh của Chúa luôn được sống ở trong sự phước hạnh của sự thánh khiết của Chúa. Và tội cuối cùng đó là tội lười biếng. Châm ngôn đoạn 19 câu 15 chép rằng là sự biếng nhác làm cho ngủ mê và linh hồn trễ nải sẽ bị đói khát. Truyền đạo đoạn 10 câu 18 chép rằng là tại tay làm biếng nên rường nhà sụp, vì tay nhát nhớn nên nhà dột. Roma đoạn 12 câu 11 chép rằng là hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu vị Chúa. Như vậy thì sự siêng năng cũng là một trong những
cánh cửa phước hạnh mà Chúa Ngài mong muốn chúng ta mở nó ra cho đời sống của mình. Xin Chúa cho chúng ta luôn siêng năng ở trong mọi sự. Tôi có sự kêu gọi của Chúa, tôi phải siêng năng ở trong chức vụ của tôi. Soạn bài giảng, thăm viếng, chăm sóc, làm công việc hàng tuần. Tôi có thể không đi làm công sở giống như quý vị, nhưng mà tôi có cái nơi công sở của mình, công sở thuộc linh. Và Chúa sẽ ban phước cho chúng ta khi chúng ta siêng năng ở trong mọi công việc của mình. Amen. Hội thánh của Chúa chúc phước cho quý vị, để quý vị được phước ở trong tất cả mọi công ăn việc làm của mình. Quý vị sẽ trở thành những người đại gia, những người triệu phú, những người giàu có thành công trong xã hội sau này. Nhưng sau khi cầu nguyện xong, quý vị đừng về nhà và trùm mền ngủ từ ngày này qua ngày khác rồi chờ đợi phép lạ sẽ xảy ra. Nhưng hãy tìm cơ hội cho chính mình. Hãy tìm cơ hội cho chính mình. Hãy siêng năng ở trong mọi công việc của mình. Quý mà cha, tôi tin rằng là khi quý vị có sự siêng năng thì Chúa sẽ cho chúng ta thêm ý tưởng để mình có thể kiếm thêm thu nhập cho mình. Cảm ơn Chúa. Sự siêng năng sẽ bày gãy tất cả những sự nghèo thiếu và những sự trì trệ trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa Ngài phục hồi cho tinh thần của chúng ta có sự hăng hái và nhiệt huyết và một cơ thể khỏe mạnh để chúng ta có thể siêng năng làm mọi công việc. Nếu chúng ta không có sự sốt sắng và nhiệt huyết ở trong lòng của chúng ta với Chúa đó quý vị, thì những cái gì xung quanh của chúng ta nó chỉ là gánh nặng bổn phận, rất là mệt mỏi. Có những người mỗi ngày họ phải đến sở làm với một cái thân thể uể oải và tiều tụy. Họ chỉ muốn nghỉ làm, họ chỉ muốn mình có lương hưu chứ không còn tha thiết với công việc nữa. Tôi gọi đó không phải là cái sự siêng năng thật, nhưng mà đó chỉ là cái trách nhiệm mà thôi. Sự siêng năng thật nó xuất phát từ tấm lòng sốt sắng với Chúa. Mình mong muốn rằng là mình sẽ trở thành nguồn phước, mình đi đâu làm gì cũng sẽ đem lại hiệu quả và phước hạnh cho nơi chúng ta làm việc. Amen. Và chúng ta sẽ thấy được cánh tay của Chúa hành động ở trên đôi tay của chúng ta. Ma quỷ nó sẽ không thể nào cầm buộc chúng ta khi chúng ta có sự siêng năng. Nhưng mà khi một người ở dưới cái tội lười biếng đó quý vị, ma quỷ hành động rất là dễ. Nó sẽ dẫn người ta đến cái chỗ này và chỗ kia. Nó sẽ dẫn người ta đến quán rượu, hoặc là dẫn người ta đến quán karaoke. Nó dẫn người ta đến những cái chỗ không lành mạnh khác. Bởi vì người ta nói rằng là nhàn cư vi thì bất thiện, làm biến thì sẽ luôn luôn bị cám dỗ nhiều hơn là những người siêng năng ở trong công việc của mình. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì để ăn năn khỏi bảy tội trọng này thì chúng ta cần, thứ nhất, khiêm nhường, đừng kiêu ngạo. Thứ hai, chúng ta hãy rộng rãi và đừng có hà tiện. Thứ ba, hãy giữ mình sạch sẽ, chớ đam mê dâm dục. Thứ tư, hãy nhịn nhục và đừng có hờn giận. Thứ năm, kiêng bớt, chớ mê ăn uống. Thứ sáu, yêu người, đừng ganh ghét họ. Và thứ bảy, đó là siêng năng việc của Đức Chúa Trời và chớ làm biến. Nếu qua lời của Chúa buổi sáng này, chúng ta nhìn thấy đời sống của chúng ta đang bị cột trói ở trong một trong bảy tội này. Tôi khích lệ quý vị, chúng ta đừng cúi đầu, chúng ta đừng có gặm nhấm cái nỗi buồn, hoặc là chúng ta nhìn về quá khứ và chúng ta không dám tiếp tục tiến lên trong ơn của Chúa. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào trong lời của Chúa. Ngài hứa cho chúng ta khi mà chúng ta trở lại với Chúa, chúng ta ăn năn và xưng nhận tội lỗi của mình, thì Chúa sẽ làm những điều này. Ê-sai đoạn 1 câu 18, Đức Giê-hô-va phán: bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Chúa kêu gọi chúng ta, ai chúng ta biết rằng mình có tội nặng, tội trọng, chúng ta hãy đến với Chúa. Đấy là sự kêu gọi của Chúa. Linh định tội thì nó sẽ nói với chúng ta rằng là đừng đến với Chúa nữa, đừng đi nhà thờ nữa, đừng đọc kinh thánh nữa, đừng có phục vụ Chúa nữa. Đó là sự định tội rất là nguy hiểm của ma quỷ. Nhưng khi chúng ta phạm tội thì chúng ta sẽ nghe được một cái tiếng nói, mà tiếng nói đó thật sự đến từ Chúa như thế này: hỡi con, hãy đến. Hãy đến, hãy ăn năn tội. Và khi chúng ta ăn năn thì Chúa sẽ ban phước chúng ta rất là dư dật, quý mạng trang. Thiên đàng không dành cho những người đạo đức, không dành cho những người thánh khiết trọn vẹn, không dành cho những thầy tu, nhưng thiên đàng dành cho những người biết mình là người có tội và cần có sự thương xót của Chúa. Thánh nhân nào cũng có quá khứ và tội nhân nào cũng có một tương lai.
Xin Chúa ngài cho chúng ta đến với Chúa và ăn năn tội lỗi của mình thật sự. Buổi sáng hôm nay chính là buổi sáng mà Chúa sẽ mở trời của ngài ra trên đời sống của quý mài cha. Tôi tin rằng khi chúng ta được giải thoát ra khỏi bảy linh hay là bảy cái tội lỗi này do bảy tà linh nó trói buộc, thì chúng ta sẽ trở thành những con người xuất sắc và tuyệt diệu của vương quốc của trời. Amen. Quý vị sẽ trở thành những cơ đốc nhân ưu tú của Chúa. Quý vị sẽ phục vụ Chúa đầy ơn và đầy kết quả. Ê-sai đoạn 44 câu 22 chép rằng là ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm. Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc ngươi. Cảm ơn Chúa. Dù tội của quý vị có đậm như thế nào chăng nữa, có đỏ như thế nào chăng nữa, có nghiêm trọng như thế nào chăng nữa, thì chúng ta vẫn có một giải pháp, đó là huyết của Chúa Jesus Christ tẩy sạch tâm lòng của chúng ta khỏi tất cả mọi tội lỗi. Amen. Hãy yêu thích lời của Chúa, hãy trở lại với Chúa, hãy hạ mình ở trước mặt Chúa, hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, con cần có Ngài, con cần có Ngài. Xin Chúa cho chúng ta thấy được ơn huệ của Ngài trong đời sống của chúng ta. Đừng cố chấp, đừng đợi đến khi mà mình tan nát không còn gì để mà bám víu nữa mới đến với Chúa, thì lúc đó quá trễ rồi quý mài cha. Khi tan nát, te tua, tơi tả, mình đến với Chúa đó là điều tốt, bởi vì cửa hội thánh luôn luôn rộng mở cho chúng ta. Nhưng mà sẽ tốt hơn nữa nếu chúng ta đang thăng quan tiến chức, khi chúng ta đầy đủ mọi sự, chúng ta vẫn vui lòng hết ý phục sự Chúa, điều đó còn tốt hơn. Và đừng để cho bất cứ con trồn nào nó phá hoại vườn nho của chúng ta. Đừng để cho tội lỗi nào, dù là nhỏ hay là lớn, nó có thể hủy hoại chức vụ, thanh danh, hoặc là gia đình, tình cảm, các mối quan hệ của chúng ta. Không phải chỉ dành cho đàn ông mà thôi, nhưng ngay cả phụ nữ cũng vậy. Chúng ta hãy để ý ở trong gia đình của mình, ở trong công việc của mình, nếu có bất cứ một con trồn nào như là những tội lỗi này nó len lỏi vào, xin Chúa ngài chúng ta có thể cầu nguyện để tiêu diệt nó cho đời sống của chúng ta. Amen. Tôi cầu bố trong danh Đức Chúa Jesus Christ, quý vị sẽ là những người chiến thắng được tội lỗi, không phải bởi sức riêng của mình, không phải bởi nỗ lực của mình, nhưng ban là bởi Chúa Giêsu, là đấng ban sức cho quý mài cho em. Amen. Đừng yêu thích tội lỗi quý vị, đừng yêu thích tội lỗi nha. Ngày nay tôi thấy có nhiều người đến hỏi tôi, thậm chí họ hỏi tôi như thế này: mục sư ơi, mình phạm tội ở mức độ nào mà được cứu? Phạm tội làm sao mà được vào thiên đàng mục sư? Tôi nói ngay, không, cái câu hỏi đó sai rồi. Người kính sợ Chúa không bao giờ quan tâm đến cái việc là mình phạm tội đến mức độ nào mà Chúa buồn, hoặc là mình phạm tội đến mức độ nào mà Chúa đem chúng ta vào trong hồ lửa. Người kính sợ Chúa thật sự, người đó sẽ chạy xa khỏi tội lỗi, càng xa càng tốt. Tôi nhắc lại nha, người kính sợ Chúa thật sự, người đó sẽ luôn luôn đề cao Chúa là số 1 trong đời sống của mình, và chạy xa khỏi tội lỗi, càng xa càng tốt. Chứ người đó không có dám gọi là mạo hiểm để mình có thể đi sát được cái vách núi, xem coi rằng là đến mức độ nào thì mình có thể rớt xuống cái vách núi đó. Người khôn ngoan là người chạy xa khỏi cái vách núi tội lỗi. Amen. Xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng khôn ngoan kính sợ Chúa, tránh xa khỏi mọi điều gian ác. Chắc chắn chúng ta sẽ được phước. Đôi khi cái sự nghèo thiếu, cái sự nợ nần túng quẫn của chúng ta, nó đến từ tội lỗi quý mài cho em. Và khi đời sống của chúng ta được tiêu diệt sạch khỏi những tội lỗi này, chúng ta sẽ thấy cuộc đời của chúng ta càng đi lên, đi lên, đi lên mà thôi. Có nhiều khi tôi cầu nguyện chúc phước cho nhiều con cái Chúa, mà thật sự cầu nguyện xong á, họ được phước thật. Nhưng mà khi mà tôi về thì bắt đầu đâu lại vào đấy. Và cứ nhiều lần như vậy cầu nguyện chúc phước xong họ đi lên, giống như là diều gặp gió vậy đó. Rồi khi tôi về thì nó lại xìu xuống. Tôi cầu nguyện với Chúa và tôi nhìn thấy, thật ra trong đời sống người đó có những con trồn nhỏ, có những cái tội lỗi nó hủy hoại đi phước hạnh của Chúa trong chính họ. Họ làm mà không được phước là bởi vì cớ cần phải dẹp đi tất cả những tội lỗi này. Amen. Tội lỗi là điều mà mỗi cá nhân chúng ta xử lý ở trước mặt Chúa. Mục sư cũng không thể nào xử lý được cho chúng ta. Không có hội thánh nào xử lý tội lỗi chúng ta được, nhưng bản thân cá nhân chúng ta
phải thành thật đến trước mặt Chúa. Chúa ơi, con muốn được thoát khỏi những tội lỗi đó. Chúa là đấng có quyền để tha tội chúng ta. Amen. Amen. Xin mời quý vị cùng nhau đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện theo lời của Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Chúa buổi sáng nay nhắc nhở mọi người chúng con cần phải sống tinh sạch và thánh khiết ở trước mặt Chúa. Chúng con đang sống ở trong những ngày cuối cùng của thời kỳ cuối rồi, Chúa ơi. Chúng con thấy tội lỗi càng ngày càng gia tăng, tội ác càng ngày càng gia tăng. Và Chúa ơi, chúng con rất là đau lòng khi mà nhìn thấy xã hội chung quanh của chúng con đang có chiều hướng băng hoại như vậy. Nhưng mà chúng con là thánh của Chúa, chúng con đứng ở trước mặt Ngài giờ phút này, chúng con nói với Chúa rằng xin giúp đỡ cho mọi người chúng con luôn sống một cách ngay lành và trung tín ở trước mặt Chúa. Chúng con sống ở giữa dòng dõi hung ác và ngang nghịch này thì chúng con vẫn giữ lấy đạo sự sống của Chúa chiếu sáng như đuốc ở trong thế gian này, để chúng con không bị tắt đi ngọn đèn của sự yêu mến Chúa, tắt đi ngọn đèn của sự nóng cháy sốt sắng kính sợ Ngài. Và chúng con tin rằng khi chúng con làm đẹp lòng Chúa thì Chúa sẽ có cách để ban phước cho chúng con, từ trong gia đình cho đến sức khỏe, hôn nhân, tất cả mọi thứ khác, chúng con đều sẽ được phước và được thành công thịnh vượng. Chúng con xin lỗi Chúa bởi vì cớ chúng con đã làm buồn lòng Ngài trong những ngày vừa qua. Có những anh chị em chúng con nhận biết rằng chúng con đã không sống tinh sạch và đẹp lòng Chúa. Chúng con có những sự thỏa hiệp với thế gian, thỏa hiệp với tội lỗi và cho phép những tội lỗi nó trở thành những lỗ hổng khiến cho con tàu gia đình của chúng con, con tàu của công an việc làm của chúng con bị chìm đi trong những ngày vừa qua bởi vì nước nó tràn vào. Lạy Chúa ơi, xin giúp đỡ chúng con. Để buổi sáng hôm nay chúng con sẽ tra xét tấm lòng của chúng con và chúng con sẽ chữa lại tấm lòng của chúng con ở trước mặt Chúa. Lạy Chúa, tấm lòng của chúng con sẽ là nơi quyết định cho mọi phước hạnh của thiên đàng. Xin Chúa giúp cho chúng con được có một tấm lòng trong sạch, thánh khiết, đẹp lòng Ngài, kính sợ Chúa, lìa xa tất cả những điều gian ác. Chúng con không sống ở trong sự định tội của ma quỷ, nhưng mà xin Chúa ngày cho chúng con được sống ở trong sự khiêm nhu, trong sự hạ mình và trong sự nên thánh tinh sạch của Chúa mỗi ngày. Xin giúp đỡ chúng con để mỗi ngày chúng con làm đẹp lòng Ngài. Và khi chúng con làm đẹp lòng Ngài rồi thì những người chung quanh của chúng con cũng sẽ đẹp lòng về đời sống của chúng con. Và chúng con sẽ thấy được chung quanh chúng con nhiều người sẽ được phước, gia đình của chúng con sẽ được phước, con cái của chúng con sẽ được phước, sức khỏe của chúng con sẽ được phước, công ăn việc làm của chúng con được phước, tài chánh của chúng con cũng sẽ được phước nữa trong danh Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa bởi vì lời của Chúa thật là quý giá cho mỗi đời sống của chúng con. Xin giúp cho chúng con tránh xa khỏi 7 tội lỗi này là 7 tội trọng, để hầu chúng con có thể sống một đời sống đẹp lòng Ngài từ nay cho đến ngày mà Ngài trở lại. Chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.